Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà. Thì hôm nay quay ngược đời là quay từ phía sau ra phía trước ha. Thì căn nhà này nhà có cái gác ở trên trên ha. Thì diện tích căn nhà là bề ngang 4m5, chiều dài 15. Thì pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì có căn nhà cấp 4 cũng rất là kiên cố. Ở dưới phòng tầng trệt thì có một phòng ngủ và ở trên có một cái gác nha. Trên đây có một cái gác cầu thang lên. Thì chủ đang có muốn bán căn nhà này, thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu thì đến coi thực tế. Lộ giới trước nhà thì khoảng 1m2, cách lộ 2m thì khoảng chừng 10m. Đó, đây là phía trước của căn nhà. Thì căn nhà quay về Tây Bắc, giá bán dao động căn nhà này là 1.650 sở hữu ngay. Nhà rất là kiên cố. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm kiếm một căn nhà thổ cư gần chợ An Bình, cách chợ An Bình khoảng chừng chừng 400-500m là tới chợ An Bình rồi. Đây hẻm vô trong thì cùng nha. Thì nhà đây là vị trí của căn nhà, số nhà đầy đủ, nhà thổ cư. Thì hẻm trước nhà thì ở đây ha. Đây đi thì cách chừng không tới 10m, chừng 7-8m là ta tới đường 2m rồi. Đó, dài vô trong nhà ở đây thì khích gịch hết trơn. Thì sát dưới phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gần sông Đầu Xấu nữa. Đó, đây là cái nhà một trệt, một gác ở trên. Có cái gác phòng ngủ ở trên. Thì để đi ra phía trước ra cái con đường cho quý cô chú anh chị em mình xem con đường luôn. Thì diện tích bề ngang 4m5 nhân 15 thì 76m thổ cư. Thì đây là con đường này sẽ chạy thẳng ra hẻm 2, đường Hoàng Phúc Việt ra chợ An Bình thì mấy trăm mét thì gần sát bên trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mẫu giáo luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì số điện thoại 0396400040 dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá 1.650 sở hữu ngay một căn nhà thổ cư diện tích bề ngang 4m5 nhân 15. Pháp lý là sổ hồng thổ cư, có một căn nhà một phòng ngủ dưới đất và một phòng ngủ ở trên và một phòng khách, sân trước rất rộng, gian bếp. Rồi đây thì là con đường Trần Vĩnh Khiết, thì ra ngoài đây thì quẹo trái thì ra chợ ra trung tâm thành phố Cần Thơ, còn quẹo phải là lại chợ An Bình, nhưng mà mình phải cũng phải là quẹo phải để chạy vòng dưới dạ cầu mới được ra trung tâm thành phố Cần Thơ nha. Chạy lại chỗ chợ An Bình thì mới vòng ngược lại. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã xem video, thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video thì đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo những vị trí nền hoặc những vị trí nhà nha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Rất mong xem video thì đăng ký và like và chia sẻ cho những ai có nhu cầu mua nhà, mua đất gì. Xin chân thành cảm ơn, biết ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Xin cảm ơn, xin kết thúc video. Chạy một chút xíu nữa tới chợ An Bình cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn.